Rồi, chào mừng anh em trở lại với đợt cá sỉ và cá thủy sinh ngày 10 tháng 3 của shop Beta Bình Dương. Thì giới thiệu với anh em đây là một cái bầy Red Fancy, một cái bầy Red bình thường của Long ha. Thì cá này là Long gửi cho anh em, Long sẽ gửi cá mà mình phong rồi, hoặc anh em muốn lấy cá dưới bầy cũng được. Nói chung anh em thích lấy sao cũng được hết á. Cái chất lượng Red Fancy bên Long á, là càng ngày cái chất lượng Long càng cải thiện và cái giá thì càng ngày càng mềm xuống nha anh em. Cái này cách đây khoảng 1 năm 2 năm thì mình bán sỉ, mình đã bán sỉ qua đây khoảng hơn năm rồi, thì mấy con này là cũng không dưới 35.000, nhưng mà đợt này và cũng mấy tháng trở lại đây thì Long chỉ bán có 25.000 một em Red Fancy thôi anh em. Tất nhiên là mình sẽ đi một lần 10 em ha. Bây giờ Long sẽ quay trên keo cho anh em soi form cho nó dễ nha. Red Fancy lên keo nó sẽ như thế này đây anh em ha. Size khoảng tầm 3,2 cm thì Long sẽ đi như vậy là 25k một con, một cặp trống mái là 50k ha. Bao màu, bao form, bao star, màu lúc nào cũng đỏ rực rỡ hết nha anh em. Bao màu, bao form, bao star, bao trống mái khác bày cho anh em mình. Một cặp chỉ có 50k thôi, và anh em không cần phải lấy 5 cặp Red Fancy. Anh em lấy một cặp Red Fancy cũng có giá 50k. Anh em lấy thêm dùm Long những cái cặp, những cái dòng cá khác, lấy thêm 4 cặp của những dòng cá khác cũng được. Chỉ cần đủ 5 cặp là sẽ có giá Red Fancy là 25k một con, một cặp 50k ha. Size khoảng tầm 3,2 cm, bao trống mái khác bày, bao màu, bao form, bao star cho anh em mình ha. Rồi tiếp theo Long có lô Koi Red Copper anh em ha. Koi Red Copper Long bao cho anh em là bao màu, bao form luôn, bao gen. Cái này thì cũng không bao star, nhưng mà gần như là con nào cũng có star hết anh em. Chỉ có dòng Fancy mình mới bao star thôi ha. Bao màu, bao form, bao gen. Size là khoảng tầm 3,5 cm. Mấy em Red Fancy thì 3,2 cm, chứ mấy em Koi Red Copper này là 3,5 cm ha anh em ha. Trống mái khác bày thì mái là Long bao 80% màu, còn trống là 90% ha. Tức là màu nó full 90% đối với mấy em trống, còn mấy em mái là màu full được khoảng 80%. Thì gen là cực kỳ tốt luôn anh em ơi. Ra cái tỷ lệ bày nó ra Koi Red Copper rất là cao luôn. Long có lô marble dot ha. Marble dot cá size nhỏ nha anh em. Cá size khoảng tầm 3 cm thôi. Long sẽ đi với giá là 55k một em, một cặp sẽ là 101 ha. Cá này là size nhỏ, mình lấy về khoảng tầm 3 cho đến 4 tuần mình mới ép được nha anh em. Cá size nhỏ thì khoảng tầm 3 cm thôi. Trống mái là Long bao khác bày cho anh em mình luôn. Bây giờ Long quay mấy em trống này, chút xíu nữa Long quay mái cho anh em xem ha. Có thể lấy kết hợp với mấy dòng cá khác thoải mái, chỉ cần đủ 5 cặp là sẽ có giá sỉ nha. Chỗ đây là mấy mái marble dot này anh em. Mặc dù size nhỏ nhưng mà cũng căng trứng hết trơn rồi anh em ha. Cá khoảng tầm 3 cm thôi. Thì nói chung mình lấy về khoảng tầm 10 ngày là mình ép được ha. 10 ngày đến 2 tuần là mình ép được. Mặc dù là cá size không bự nhưng mà được cái gen nó rất là tốt anh em. Anh em thấy là toàn chấm bi không à. Chấm bi đốm đốm chứ không phải là những cái mảng bự ha. Không có con nào mảng bự hết. Chấm bi đốm luôn. Đây. Con nào cũng là chấm bi đốm hết nha anh em. Gen này là gen chấm bi anh em ha. Rồi cuối cùng Long có lô Koi Red Gold nha anh em. Koi Red Gold thì Long cũng bao màu cho anh em luôn. Màu trống mái đều trên 90% hết ha. Mấy em Koi Red Gold này là bộ màu nó còn full nhiều hơn cả Koi Red Copper luôn. Thì chỉ có 35k một em thôi anh em. Nói chung tiền nào của đó. Cái phần Koi Red Copper á, mặc dù màu nó chưa có full bằng, nhưng mà các cái dòng coi thì Long luôn có thể bao full màu cho anh em được hết ha. Koi Red Copper thì cái bộ form nó có đẹp hơn Koi Red Gold nha anh em. Koi Red Gold thì màu nó full hơn do là cái nó lớn tháng hơn thôi, chứ thực ra thì Koi Red Copper mình nuôi lâu nó cũng sẽ full màu đậm như là Koi Red Gold thôi. Koi Red Gold Long bao trống mái đều trên 90% màu, một con chỉ có 35k. Anh em mua một con Koi Red Gold cũng có giá 35k, miễn là anh em lấy thêm dùm Long 9 con của những dòng cá khác Long đăng trong đợt này ha. Anh em tự ý kết hợp thoải mái luôn, anh em muốn lấy dòng nào cũng được, miễn cứ tổng cái đơn của mình trên 10 con là sẽ có giá sỉ ha. Đây là con cá mái nè anh em. Cá mái mà màu mè nó cỡ này nè anh em. Long đều bao màu cho anh em hết ha. Anh em bao màu, bao form, bao gen, trống mái khác bày, mình lấy kết hợp thoải mái luôn nha anh em. Cá khoảng tầm 3,2 cm ha. Mái rất là đẹp và sung luôn anh em ơi. Long xin công bố kết quả mini game đợt cá trước. Anh em nào có dự đoán đúng, bình luận không chỉnh sửa trước thời gian quy định thì liên hệ với Long để nhận quà là 2 cặp cá đẹp ha. Hôm nay ngày 10 tháng 3 mình sẽ chơi mini game trong vòng 3 ngày, 10, 11 và 12 đến hết ngày 12 tháng 3 ha. Anh em nào dự đoán con ngày 13 tháng 3 là không tính nha. Mỗi anh em bình luận một lần thôi. Cú pháp mẫu thì ở phía trên tờ tiền. Chúc anh em may mắn nha.